Ngài là vua tâm linh này tìm kiếm Giê-xu. Ngài là Chúa cả muôn đời lòng con tha thiết. Dù trong lúc khó khăn con sự nương ở trong cánh tay Ngài. Giê-xu ban cho con an. Dù sóng gió chào các bạn, nhà Nam ở bên cửa hàng nhà cụ Isaac. Và ở video này thì tương đối đặc biệt, có lẽ nó là một video mà chỉ làm một lần duy nhất trong năm nay thôi. Đó là về cái lịch làm việc, cái lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của bên mình. Thì đây mình sẽ quay gần lại cho các bạn nhé. Đây. Các bạn nếu mà qua trực tiếp tại cơ sở 233 Hoàng Công Chất thì là bên này chuyên bán đàn mới. À, cơ sở 42 Kiều Mai chuyên bán đàn cũ. Đây là bên trà chanh kết hợp với lại bán đàn, giao lưu âm nhạc. Cơ sở 16 Phú Viên thì cơ sở này đây là chính là nhà mình ở sắp tới ở. Thì sẽ làm việc, ba cơ sở này sẽ làm việc đến hết ngày, tức là bắt đầu ngày nghỉ là ngày 23 tháng 1 dương lịch, tức là nó vào 28 Tết là bắt đầu nghỉ. Và bắt đầu 31 tháng 1, tức là vào mùng 6 Tết là bắt đầu làm việc trở lại. Các bạn lưu ý về thời gian này. Thì các bạn để qua đây để vấn đề mua đàn, sửa đàn, đấy là vấn đề các bạn qua trực tiếp. Còn khách hàng nào mà mua online thì có một điều tâm tình, đó là vì online phụ thuộc vào bưu điện và thời gian vận chuyển có thể lên đến 10 ngày là tối đa. Vì là đi xa chẳng hạn thì thành ra là bên bưu điện họ cũng sẽ dừng. Thì đến ngày 15 tháng 1 thì mình sẽ ngừng nhận đơn hàng online, trừ những trường hợp là khách hàng ở gần. Đấy, tại vì là 23 nó vào 28 Tết thì 15 nó vào tầm 20 Tết thì có thể là nó vẫn làm việc thôi, đến 28 Tết nó vẫn làm việc, nhưng mà chỉ cơ sở là gần thôi. Với lại có một điều nữa là các bạn muốn mua online qua mạng thì mình có 3 điều lưu ý ở đây, đó là chúng ta phải tin tưởng nhau. Các bạn phải tìm hiểu kỹ về bên mình trước, tin tưởng làm gì, đặt cọc. Đấy, tại vì Tết rồi nó sẽ lượng hàng sẽ đông. Đấy, nên là khách hàng nào mua kể cả sau Tết nữa, bên mình bắt đầu nhận đơn hàng từ cả trong Tết luôn và sau Tết bên mình bắt đầu từ mùng 6 làm việc, mình sẽ gửi hàng được rồi. Thì tại vì sao? Vì khách hàng sẽ nhắn tin mua hàng vào Tết rất nhiều nên mình sẽ không có nhiều thời gian để giải thích cho các bạn là phải đặt cọc thế này thế kia. Đấy, vì mình có giải thích một vài video rồi nhưng có thể các bạn nào chưa xem thì bây giờ các bạn xem được ấy, thì mình mong các bạn là nếu mà mua online thì các bạn hãy tìm hiểu bên mình thật kỹ. Các bạn tin tưởng rồi thì bắt đầu các bạn đặt mua, và mua chúng ta sẽ đặt cọc trước. Đặt cọc thì mình rất mong muốn các bạn đặt cọc qua hai hình thức. Hình thức mình mong muốn đó là đặt qua ngân hàng, tức là chuyển tài khoản, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của mình. Nó chỉ rơi vào tầm 100-200 nghìn thôi, mình đặt cọc thôi chứ không phải là giao hết tiền. Còn tất nhiên các bạn mà giao hết tiền thì mình cảm ơn, mình mừng quá, thì mình cũng sẽ có đầu năm có nhiều vốn, nhiều tiền các bạn, tốt quá. Nhưng mà có hình thức nữa, các bạn nào không có tài khoản ngân hàng, các bạn có thể đặt cọc qua thẻ điện thoại. Ok chưa? Thẻ điện thoại thì mình thực sự là mình có quá nhiều tiền trong thẻ điện thoại rồi, trong tài khoản điện thoại rồi, có 3 cái sim, mà một cái sim của mình bây giờ có điện thoại đến 3 triệu mấy rồi, mà mỗi tháng dùng có 200-300 nghìn thôi thì sẽ dùng rất lâu nữa, nên mình không mong là khách hàng đặt qua điện thoại. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà khách hàng không có thì mình cũng ok nhé. Rồi đó, và trong trường hợp nếu khách hàng đặt trước Tết ấy, thì chúng ta phải xác định, kể cả sau Tết nữa chúng ta phải xác định là chúng ta đặt hàng chúng ta không gấp. Tại vì sao? Vì có thể lắm mình gửi hàng ấy, vì Tết nó đông nên mình không thể nói trước là hàng nó sẽ đi được ngay hay không. Vì có khi hàng đến, các bạn hình dung này nhé, bên mình các bạn đặt ngày nào bên mình sẽ mang ra bưu điện ngày đó, nhưng bưu điện nó lại có cho đi hay không, vì là nó xem có hàng nhiều hay không, ít nhiều, và nó ưu tiên cho mình hay không. Đấy, thì cái này mình không thể nói trước được. Tại vì cái đàn guitar nó hàng cồng kềnh nên mình gửi thì mình cũng để chế độ là gửi bình thường, là gọi là đúng nghĩa là gửi chậm, thành ra nó sẽ ghép chuyến thế nào đó mình không biết. Đại ý rằng là có thể mình mang ra gửi ngay nhưng nó không cho đi ngay, rồi đi ngay rồi đi là nó đi lên tổng công ty ở vẫn ở Hà Nội thôi, nó quanh quanh Hà Nội, rồi từ Hà Nội vận chuyển các tỉnh,
đến tỉnh rồi nhiều khi giao cho bưu tá rồi, bưu tá chưa đi giao ngay, thành ra cái thời gian nó sân siêu, nó sẽ tương đối nhiều. Nên là mong rằng nếu bạn nào đặt trong thời gian Tết này thì nếu các bạn thực sự cần thư thái thong thả thì các bạn hãy đặt. Còn nếu các bạn cần gấp, ví dụ như là mình báo là từ đây về Hải Dương là bình thường là 2-3 ngày, nhưng mà các bạn bảo đúng phải 2-3 ngày mới nhận được thì cái này mình sẽ không dám nhận đâu. Nếu mà các bạn bắt buộc phải có thì mình sẽ không dám nhận. Còn nếu các bạn nào bảo ok 2-3 ngày nhưng mà 3-4 ngày, 4-5 ngày cũng không sao, thì đấy thì rất mong các bạn thông cảm. Vì đây là Tết, đơn hàng nó nhiều, mình sẽ rất khó để kiểm tra. Bình thường là bên mình gửi đi và sẽ kiểm tra, nhưng mà đây là Tết thì các bạn thông cảm nhé. Đấy, còn ok các bạn lắm lại cái lịch làm việc với mình nhé, cụ thể rồi. Cảm ơn các bạn rồi. Định nói cái gì nữa nhưng mà thôi, sẽ thâm tình trong video khác. Video này tạm là như vậy rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video khác. Xin chào các bạn.